Anh hai ơi, nhanh lên. Không á, trà quán của chú Vượng có trà sữa khuyến mãi bây giờ. Ơi, cô ơi, cô đi chậm lại được không? Con nít con nôi mà như đi xe hơi á. Đi kiểu gì á? Mày qua rừng nghỉ nghỉ tí được không? Anh hai, em mỏi chân quá à. Anh cõng em đi. Thôi, em mệt lắm rồi. Anh không đi ở đâu, em tự đi đi. Còn bắt anh cõng nữa. Anh hai, anh chỉ có em là em gái thôi à. Mai mốt em lớn rồi, em đi lấy chồng không? Rồi anh đừng có khóc. Trời ơi, bà hai này. Hôm nay đại học đâu ra cái trò mà chồng con gì ở đây? À, thôi, chuyện đấy là chuyện của tương lai. Còn bây giờ ấy, cái vụ cõng kiếp này anh không làm đâu. Anh mỏi chân lắm rồi. Ước gì bây giờ cái ghế này trở thành cái giường để anh có thể nằm ha. Ủa? Kiki, sao bạn lại ở đây? Nhỏ. Tôi nhớ là nhà bạn ở bên quận 9 cơ mà. À, nhà bác mình ở chung cư này nè. Mình qua đây chơi. À. Em gái bạn đó hả? Dễ thương quá. Chào em. Mà chân bạn bị làm sao vậy? À, hồi nãy mình định đi mua trà sữa, vấp cục đá xong chập chân. Ồ, đau. Trời, vậy là bạn có đi được không? Ừ. À, thì để tôi dìu bạn nha. Anh hai, sao hồi nãy á em đòi anh cõng thì anh nói là anh mệt quá, anh không cõng em được. Thế bây giờ chị này đòi á thì anh lại dìu chị tới đi. Trời ơi, em không thấy chân chị Kỳ bị đau à? Bây giờ em mà vấp cục đá xong đau xem. Anh dìu em ha. Em đi lấy trà sữa một mình đi ha. Anh bận rồi. Bye. Bye. Anh hai. Ủa, Candy, sao em không qua chú Vượng lấy trà sữa đi? Sao hết phương mãi rồi đó? Đồ đáng ghét. Sao tự nhiên nói chị là đồ đáng ghét? Candy, em bị sao vậy? Candy, Candy, cái phim hoạt hình con thích nó ra cái phần tập mới rồi nè, tập mới rồi nè. Candy, Candy. Cái gì vậy? Sao vậy? Con bệnh hả? Sao tự nhiên ra đây nằm bẹp vậy? Bệnh hay sao? Có chuyện gì nói mẹ nghe. Hay đi học có bạn nào hiếp con? Hay cô giáo đánh con đúng không? Sao? Mẹ ơi. Ơi. Tối hôm qua con gặp một cơn ác mộng. Gặp ác mộng? Kinh khủng lắm. Chuyện gì mà kinh khủng? Mình bị mất anh hai rồi. Winner? Winner bị làm sao? Anh Winner có bạn gái. Cái gì? Winner có bạn gái? Tại sao mày không biết chuyện này ta? Tại sao mày không biết chuyện này? Mẹ ơi. Gì á? Tại vì... Tại vì con mơ đúng không? Không phải. Thôi bà ơi. Bà cuồng anh hai bà quá rồi, bà suy nghĩ lung tung quá, không có chuyện gì đâu. Anh Winner làm gì có bạn gái? Không có đâu. Đây là sự thật. Sao con biết là sự thật? Hôm bữa con thấy rõ ràng anh Winner có bạn gái. Con thấy. Mày biết tại sao không? Tại sao? Bởi vì phải có bạn gái nên anh Winner mới bỏ rơi con. Có chuyện này luôn hả? Mẹ! Mẹ ơi! Trời ơi! Kiểu mẹ nãy giờ luôn á. Trời ơi con ơi, thiệt á. Nhìn mẹ ta biết mẹ là mẹ của hai đứa con, đừng la vậy. Nên, có chuyện gì vậy? Trời, có chuyện gì đâu. Ê cha, hôm nay con trai của mẹ diện style xoái ca sơ mi trắng ha. Ờ, à, thì lâu lâu mẹ phải cho con thay đổi phong cách một chút xíu chứ. Thấy chưa, con đã nói nè. Winner. Dạ. Hôm nay con xịn nước hoa nữa hả? À, mà cái mùi này quen lắm nè. Cái mùi này mùi nước hoa của chú Nguyên đúng không? Ờ, à, thì cái mùi nước hoa của con ấy thì nó hết rồi. Thế là hôm nay con gấp quá, con phải đi mượn của chú Nguyên. Không sao đâu. À bây giờ là con phải đi ra ngoài uống trà sữa với bạn rồi. Mẹ có thể cho con 200 ngàn để con đi ra ngoài uống với bạn được không? À, bạn là bạn gái. À, dạ. Con đi uống trà sữa với bạn. Dạ. Đi uống trà sữa thì mày xin tới 200 ngàn giữ gì con? Hả? Mà uống trà sữa là ở đâu? À, quán nào, với ai, bạn tên gì, giới tính ra sao? Trời ơi, mày làm cái gì mà phải tra khảo con dữ vậy? Thì con đi uống trà sữa bình thường với bạn con thôi. Bạn gái đúng không? Bạn gái nào? Con gì có bạn gái nào đâu. Kỳ quá à. Chuyện đâu vậy? Anh có không? Anh nói nó rồi. Có mẹ. Có à? Mẹ tên Nhân đi. Có thiệt là con đi uống trà sữa với bạn bình thường không?
con đi uống trà sữa với bạn bình thường, có gì đâu. Chứ sao Candy nói là con có bạn gái? Ôi trời ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ nghe cái con bé lẻo mép này thì là chết con rồi. Trời ơi, làm sao mà tin được nó. Chuyện là như thế này nha, hôm trước bạn con bị đau chân. Và đó là con dẫn bạn ý về nhà. Thì con làm gì đâu. Anh hai này mày tốt, giúp đỡ bạn bè mà. Đúng. Bạn gái gì đâu, con bởi vậy mày mơ là sẽ diễn lum la. Ơi, thì tin mẹ, ai đứa nào mẹ cũng tin con mẹ mà. Đây nè, đó cho 200 nè. Đi, con cảm ơn mẹ. Mà nhái vậy quỷ, ai mà nén vậy. Thôi mẹ với Candy ở lại nha, con đi chơi không trễ nhá. Mẹ, con muốn đi uống trà sữa chung với anh hai. Anh hai đi chơi, con đi hỏi theo chứ. Ừ. Nếu như anh hai không có cho con đi, chắc chắn anh hai có bạn gái. Con trai. Sao vậy? Mẹ chợt nhớ ra là tí xíu nữa mẹ bận rồi, nên con có thể giúp mẹ một chuyện là con cho em con đi theo với con không được không? Nó. Ừ. Con nhanh đi á. Ừ. Thôi mẹ ơi, không có được đâu. Trời, lát hồi con đi chơi với bạn con mà. Bây giờ dẫn theo nó nữa như kiểu cụt tạ. Trời, làm sao con dẫn theo nó được. Không được, không được. À, thôi được rồi, nếu mà không được thôi ở nhà. Một là dẫn em theo, hai là trả tiền lại cho mẹ và ở nhà. Nhanh. Đi nhanh. Ngồi xuống. Em ấy nha, hôm nay mà chọc phá anh nữa thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn á. Anh này mắc cười quá, biển nước nào chả mặn, anh ấy kỳ. Winner. Ờ, Kiki. Mày tới lâu chưa? Ờ, thì mình cũng mới tới à. Ủa, có em gái bạn đi nữa hả? Ờ. Chào em. Lần trước chị bị đau chân á, chưa có kịp nói chuyện nhiều với em. Anh hai ơi, sao cái chị này lùn quá vậy? Còn mày đặt mày nhảy câu gót được chứ. Ấy, con nhỏ này nói linh ta linh tinh gì đấy? Em nói thiệt mà. Chị ơi, hôm bữa anh hai em dìu chị về á, rồi về tới nhà anh hai của em than quá trời luôn. À, than cái gì vậy em? Dạ, anh hai của em than á là chị Kỳ Kỳ này đúng là kỳ thiệt. Con gái á mà mặt ú á, bắt người ta dìu nữa chứ. Đấy, mỗi người muốn chết luôn. Quýnh hả? Sao nghe em nói tôi vậy hả? Tôi không có than như vậy, anh than hồi như vậy lúc nào? Mà hình như em nghe nói á, chị sẽ dẫn anh hai của em đi ăn để trả ơn cái vụ hôm bữa. Bây giờ chị phải giữ lời hứa. Em ghét những cái người mà thất hứa lắm. Candy, thôi ngay. Ok, tôi sẽ dẫn hai người đi ăn để trả hết nợ. À, vậy đợi đã, còn một người nữa. Ai nữa? Sao em tự dưng quá vậy? Hả? Hello. Chị Thi. Hello Candy. Chị Thi, sao bà lại... Kỳ Kỳ. Ủa, chị Kỳ cũng biết chị Thi hả? Chị Thi á là bạn gái chính thức của anh hai em, cũng là chị dâu tương lai của em. Ủa? Thôi mình đi ăn chị. Quên rồi. Sao hai em ông quá đen với tôi lắm luôn á. Tụi đi ăn đi, tôi đi về. Sáng không ai được thuê tôi á. Kỳ Kỳ. Quên. Trời, con nhỏ này, mày về chết với tao. Quê. Ủa sao chị mới tới mà không khí căng thẳng vậy? Có chuyện gì vậy? Mẹ hỏi Candy đi. Từ nay nó không là em con nữa. Quýnh à. Candy, có chuyện gì vậy con? Tôi thương anh hai. Con có muốn là lại bỏ rời con với lại mẹ nữa. Con làm gì là đúng đúng không mẹ? Mẹ hiểu rồi. Bây giờ mẹ hỏi Candy nè. Con thương anh hai lắm đúng không? Dạ. Con muốn chia sẻ anh hai với ai khác đúng không? Dạ. Con thương anh hai, nhưng không có nghĩa là con muốn độc chiếm anh hai của một mình con được. Giống như con thương anh hai, rồi con có thương mẹ không? Dạ có. Con có thương chị Phương không? Dạ có. Rồi con có thương ba Nguyên không? Dạ có. Thì con có quyền thương một lúc rất nhiều người. Thì anh Winner cũng vậy. Anh Winner cũng có quyền thương một lúc rất nhiều người, có cảm tình với rất nhiều người. Và quan trọng người nào chiếm vị trí đặc biệt trong tim anh Winner kia kìa. Giống như là cái khối gỗ này vậy. Con ở chỗ nào vậy mẹ? Con ở chỗ quan trọng nhất.
Ví dụ như mẹ rút cái thanh gỗ này ra khỏi khối gỗ này thì chắc chắn khối gỗ này sẽ sụp, như con vậy đó. Con hiểu ý mẹ không? Con thương anh Winner, nhưng con không có quyền độc chiếm anh Winner một mình cho riêng con. Vậy từ nay về sau thì con sẽ như thế nào với anh Winner? Con thương anh Winner, con có ép buộc anh Winner nữa. Ừ, và ủng hộ anh hai hết mình nha. Dạ. Ừ, thôi đừng khóc nữa. Ô, mẹ thương quá, mẹ thương quá Candy của mẹ. Mẹ thương nha. Từ nay về sau không có vậy nữa nha. Thương quá, sợ mất anh hai đúng không? Sợ anh hai không thương mình nữa đúng không? Dạ. Thôi được rồi, không có vậy nữa. Có mẹ đây rồi. Đúng là đồ con nít. Đời Winner này chỉ thương nhất là hai người, là mẹ và Candy thôi à?